Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh Yên Bái thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc Tết các địa phương nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tới dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm điều động nhân sự công tác tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh dấu sự phát triển của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm hoạt động trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật, nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, chủ động tích cực nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, đảm bảo an ninh mạng và đấu tranh xử lý có hiệu quả đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, kịp thời xây dựng, ban hành chương trình kế hoạch thực hiện các nghị định, nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động của tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ khối. Thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhất là phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Trong năm qua, Đảng ủy khối đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ chính trị, định kỳ theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện hàng năm của các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc. Kết quả các chi đảng bộ khối ban, sở, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội đặc thù đã lãnh đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành gần 1.900 nhiệm vụ trọng tâm đề ra năm 2021. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với doanh nghiệp, chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo đề xuất các chủ trương giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Năm qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 9.000 tỷ đồng, vượt gần 6,4% so với kế hoạch năm, vượt hơn 9,3% so với cùng kỳ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời yêu cầu năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan chính quyền, chủ động tích cực đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ khối. Tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối, tăng cường áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất hiệu quả giải quyết công việc. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng,
của Ban Tổ chức Trung ương, trao kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có đóng góp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngày 17 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã thăm và tặng quà một số cơ quan đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cán bộ, y bác sĩ, trung tâm y tế, ban chỉ huy quân sự và công an huyện. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà các cơ quan đơn vị đã đạt được trong năm 2021, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ trung tâm y tế, ban chỉ huy quân sự và công an huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch, phương án đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, tăng cường giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà một số gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tại các gia đình đến thăm, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, đối với đồng bào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm ưu tiên lớn để thực hiện mục tiêu của Đảng và tâm nguyện của Bác Hồ. Đó là đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, đảm bảo người người, nhà nhà đều có Tết. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn nhân dân tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng huyện Trạm Tấu phát triển toàn diện. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, ngày 17 tháng 1 năm 2022, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đến thăm động viên và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại hai xã Lao Chải và Khao Mang, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe cũng như hoàn cảnh kinh tế của các gia đình chính sách, người có công và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đội ngũ cán bộ y bác sĩ trung tâm y tế huyện Cương Trải. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao kết quả mà các cơ quan đơn vị đạt được trong năm qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao mức sống cho nhân dân. Đặc biệt là những đóng góp của các lực lượng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ các đơn vị, đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị đảm bảo trực trong những ngày trước và trong Tết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân đón Tết vui xuân an toàn, vui tươi, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 17 tháng 1 năm 2022, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái, khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng bảo hiểm tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19, song 8 đơn vị trong khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng bảo hiểm đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các đợt phát động thi đua của tỉnh. Các đơn vị thành viên đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động. 100% người lao động tại các đơn vị được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiêu biểu như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái huy động tổng nguồn vốn đạt gần 4.300 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái hoàn thành gần 106% kế hoạch huy động vốn được giao. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái đạt doanh thu hơn 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái, quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các địa phương. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua đã trao đổi, đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022. Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó có 25 trên 32 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cùng với đó, huyện Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 44 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, trong đó 35 trên 44 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Năm 2021, huyện Văn Yên được tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, được khối thi đua các huyện thị suy tôn là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu khối và được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, mạnh mẽ, hành động quyết liệt, thi đua toàn diện, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã khen thưởng 142 lượt tập thể, 602 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Với mục tiêu mang Tết đến với người nghèo, sáng ngày 17 tháng 1 năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã trao tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 27 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm Y tế các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Chấn. Thực hiện kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, trong hai ngày 19 và 20 tháng 1 tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ. Người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện thoát nghèo sau khi rà soát theo Nghị định 07/2021 của Chính phủ, người thuộc hộ cận nghèo chưa tham gia bảo hiểm y tế, người có hoàn cảnh khó khăn khác, yếu thế khác tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Đây là chương trình ý nghĩa giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe khi ốm đau và tặng quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, mang Tết đến với người nghèo, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái. Nhờ làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng công an các tỉnh trong đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái nhận được công văn của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc xác minh công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú có tên Lý Văn Tuấn, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mở rộng xác minh trên địa bàn huyện Yên Bình phát hiện trường hợp có tên Lý Văn Tuấn, sinh năm 1988, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Mái Đựng, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, có thông tin trùng khớp với trường hợp cần xác minh. Đồng thời phát hiện đây cũng là đối tượng đang bị Công an huyện Yên Bình truy nã về tội tổ chức đánh bạc từ tháng 12 năm 2019. Qua trao đổi với Công an tỉnh Lạng Sơn, xác định đối tượng Lý Văn Tuấn đang bị phía Công an Trung Quốc bắt giữ về hành vi nhập cảnh trái phép. Đến khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 1, Phòng An ninh Đối ngoại phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận công dân Lý Văn Tuấn do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành lấy lời khai ban đầu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với các thông tin đã được xác minh trước đó. Bước đầu, đối tượng Tuấn khai nhận vào khoảng tháng 7 năm 2019, sau khi gây án tại huyện Yên Bình, đối tượng đã bắt xe khách lên khu vực gần cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, sau đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Hiện tại, đối tượng đã được di lý về Yên Bái và bàn giao cho Công an huyện Yên Bình để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện hướng dẫn của Sở Y tế Yên Bái về việc điều trị những ca nhiễm COVID-19 thể nhẹ tại nhà, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang quản lý điều trị 242 người nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng lâm sàng tại nhà. Sau một thời gian triển khai cho thấy người bệnh F0 được chăm sóc tốt hơn về thể chất, tinh thần, hợp tác, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đây đang được xem là hướng đi tích cực nhằm giảm tải cho các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến trên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đang thực hiện điều trị tại nhà đối với 16 người nhiễm COVID-19, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Phường đã thành lập 7 tổ hỗ trợ F0 gồm 56 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời chỉ đạo các tổ quan tâm hỗ trợ bệnh nhân, người nhà, mua lương thực, thực phẩm và theo dõi sức khỏe hàng ngày giúp họ yên tâm điều trị tại nhà. Nếu mà phải ở nơi trung tâm ấy, thì chúng tôi không được đến, mà cháu thì nó còn ít tuổi, nó rất sợ. Từ bé giờ nó không ngủ mình bao giờ, và nó cũng rất thuận lợi cho tức là việc chăm sóc cháu.
Cái điều trị F0 tại nhà thì cũng rất là có lợi ích, tại vì là cái thứ nhất là ở cái khuôn viên gia đình nhà người ta, khi mà đủ điều kiện là cái khuôn viên là rộng rãi, đảm bảo đầy đủ các cái yếu tố để điều trị tại nhà, vì là về mảng mà chăm sóc sức khỏe thì đã có cán bộ y tế, thế còn về cái mảng chăm sóc tại nhà thì đã có người nhà, thì người ta cũng làm đảm bảo đủ cái chất dinh dưỡng rồi chăm sóc các thứ để đảm bảo cái tốt nhất để cho cái sức khỏe của F0. Và hiện tại bây giờ là tất cả những trường hợp mà F0 điều trị tại nhà của chúng tôi thì là sức khỏe đều đảm bảo. Còn tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, 7 trường hợp người bệnh nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ cũng đang được điều trị tại nhà. Để điều trị F0 tại nhà, trạm y tế phường đã khảo sát điều kiện nhà ở của người dân, đồng thời hỗ trợ y tế, nhu yếu phẩm cho các gia đình bệnh nhân khi cần. Do tôi không có triệu chứng nên các cán bộ hướng dẫn tôi tự điều trị COVID-19 tại nhà. Các đồng chí cán bộ ở đó hướng dẫn rất là chi tiết, tận tình, hướng dẫn từ cách phân loại rác thải y tế, các thuốc điều trị và đo thân nhiệt hàng ngày. Hiện tại tôi thấy cơ thể bình thường, chỉ có hơi sốt nhẹ một chút. Chăm sóc sức khỏe tại nhà, rồi điều trị thuốc tại nhà và ra tham mưu Ủy ban nhân phường tham gia cái quyết định điều trị tại nhà cho công dân. Trong quá trình điều trị thì chúng tôi theo dõi sức khỏe qua hệ thống Zalo kết nối với công dân bị COVID hàng ngày, theo dõi theo các chỉ số về thân nhiệt, huyết áp, mạch, nhịp thở và các chỉ số khác để đảm bảo theo dõi được toàn trạng của công dân bị COVID. Để điều trị F0 tại nhà, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái yêu cầu 15 trạm y tế xã phường khảo sát điều kiện nhà ở của người dân, thành lập đội chuyên môn sẵn sàng tham vấn hỗ trợ người bệnh và các trạm y tế trực 24/24 giờ để tư vấn trực tuyến, giải đáp thắc mắc của bệnh nhân và người nhà để họ yên tâm điều trị bệnh. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2022, toàn thành phố có 51 ca F0 điều trị tại nhà. Tất cả đều có tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt và yên tâm điều trị. Hướng dẫn người dân lập Zalo và lấy số điện thoại liên kết của những đồng chí phụ trách để cái công tác điều trị F0 tại nhà để triển khai mà không để gián đoạn cái kết nối với lại người dân, và cũng đến tận từng nhà người dân động viên tư tưởng để làm sao người dân yên tâm điều trị công tác tại nhà. Có những vấn đề về sức khỏe thì bất kỳ thời gian nào đều báo cho chúng tôi biết được. Thị trấn Yên Bình hiện có 9 người nhiễm COVID-19 đang được quản lý theo dõi tại nhà. Hàng ngày thông qua Zalo bệnh nhân được y bác sĩ tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng dịch lây nhiễm cho người chăm sóc và chế độ dinh dưỡng vệ sinh hợp lý. Qua hơn một tuần triển khai thực hiện điều trị F0, tâm lý bệnh nhân ổn định, thoải mái, sức khỏe bệnh nhân diễn tiến tốt. Nói chung là thuận lợi, và em cũng đồng tình là nếu như mà ở thể trạng nhẹ thì cũng nên cho những F0 ở nhà để gia đình kiểu tiện chăm sóc với lại ăn uống thì đầy đủ. Lúc đầu thì một số hộ dân thì cũng lo lắng về cái điều kiện thuốc men, điều kiện về phòng dịch. Tuy nhiên là sau khi được sự hướng dẫn, thông tin, và chúng tôi cũng đã có những cái in cái tài liệu, phát hẳn tài liệu để hộ dân nghiên cứu và thực hiện theo cái phác đồ điều trị tại gia đình. Nên là kết quả thì đến nay thì các bệnh nhân đều ổn định tinh thần, sức khỏe và yên tâm trong điều trị F0 tại gia đình. Để kịp thời hỗ trợ các trạm y tế lưu động và giúp người bệnh yên tâm điều trị tại nhà, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã thành lập đội chuyên môn sẵn sàng tham vấn hỗ trợ người bệnh. Đặc biệt áp dụng chuyển đổi số, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tư vấn trực tuyến, giải đáp thắc mắc của bệnh nhân và người nhà để họ yên tâm điều trị bệnh. Chúng tôi cũng đã thiết lập ứng dụng chuyển đổi số qua hệ thống Zalo. Mỗi hệ thống Zalo thì cũng có ban chỉ đạo của trung tâm, bác sĩ có kinh nghiệm, rồi trạm y tế, và đưa người bệnh F0 vào trong nhóm đó. Hàng ngày cái người bệnh sẽ phản hồi những thông tin ngày 2 lần để trạm y tế lưu động nắm được để bổ sung điều chỉnh thuốc men và theo dõi phát hiện kịp thời. Thực hiện hướng dẫn số 73 của Sở Y tế, từ ngày 11 tháng 1, các F0 được chăm sóc điều trị tại nhà là trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có dấu hiệu viêm phổi, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày, trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền. Các F0 điều trị tại nhà cũng phải có đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, có khả năng tự liên lạc với nhân viên y tế hoặc có người chăm sóc, đáp ứng đủ tiêu chí. Sau hơn một tuần triển khai, hiện toàn tỉnh có 242 ca F0 điều trị tại nhà. Tất cả đều có tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt, yên tâm, tin tưởng, chấp hành các quy định trong thời gian điều trị. Điều này khẳng định hướng đi mới, cách làm hiệu quả của tỉnh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh COVID-19,
góp phần giảm tải cho các khu điều trị bệnh nhân COVID-19.